Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại thì tiêm vaccine chính là cách để phòng ngừa COVID-19 cho người dân trên toàn thế giới. Vì thế mà không chỉ đi Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới đã hướng đến việc là tiêm vaccine để miễn dịch cộng đồng. Và gần đây thì theo một nghiên cứu mới của nhà khoa học Anh, những trường hợp mắc COVID-19 có nguy cơ đông máu cao hơn nếu họ chưa được tiêm vaccine. Theo nghiên cứu do các nhà khoa học Đại học Oxford của Anh thực hiện và được đăng tải trên tạp chí British Medical, cứ 10 triệu người tiêm mũi đầu tiên AstraZeneca thì có khoảng 66 người có nguy cơ bị đông máu. Trong khi đó, cứ 10 triệu người mắc COVID-19 thì có tới 12.614 trường hợp được ghi nhận phát triển chứng đông máu. Giáo sư Aziz Khaik tại trường đại học Edinburgh, Scotland, một người tham gia cuộc nghiên cứu nhấn mạnh việc tiêm vaccine COVID-19 vẫn rất quan trọng. Các nhà nghiên cứu đánh giá những trường hợp mắc COVID-19 có nguy cơ gặp tình trạng tiểu cầu thấp cao gấp 9 lần so với những người từng tiêm mũi đầu tiên vaccine COVID-19. Ngoài ra, thì virus SARS-CoV-2 còn dẫn đến rủi ro bị đột quỵ cao hơn nhiều so với nguy cơ từ tiêm mũi đầu của Pfizer. Các nhà khoa học cũng không đánh giá rõ rằng liệu tác dụng của vaccine có chắc chắn gây ra trường hợp đông máu trong khi giới chức nhiều quốc gia cho rằng dường như là có mối liên quan.